Thưa quý vị, hôm nay thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020, bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tỉnh ủy Long An cho quyết định công tác cán bộ. Tin thế giới, cảnh báo đỉnh dịch tại Mỹ có thể rơi vào cuối tháng 4 tới. Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường phòng chống dịch COVID. Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Kính gửi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn thế giới và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường ở Việt Nam, đã và đang tác động làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tính mạng, cuộc sống, lao động, học tập, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tại tỉnh Long An, từ ngày 24 tháng 1 năm 2020, tỉnh ủy đã lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành cùng các ngành các cấp bằng sự nỗ lực cao nhất, triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã và đang đoàn kết, quyết tâm, tích cực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên tình hình dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát. Theo dự báo của các ngành chức năng, những ngày tới đây khả năng sẽ xảy ra đỉnh điểm của dịch bệnh. Trong đó, việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh ở nước ta nói chung và ở tỉnh Long An nói riêng. Để công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thành công, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. 1. Hãy bình tĩnh, không hoang mang, dao động trước những khó khăn, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ và của địa phương. Thống nhất ý chí, nhất quán hành động, sau trước đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm, đẩy lùi dịch bệnh. 2. Chủ động, tự giác, tuân thủ và thực hiện đúng đầy đủ, tuyệt đối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các yêu cầu, quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của ngành y tế và công tác chỉ huy, điều hành của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền từ tỉnh đến cơ sở. Bằng những hành động cụ thể, dù là nhỏ nhất, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ chính mình, gia đình mình và cả cộng đồng trước cơn đại dịch. 3. Với trách nhiệm của mỗi người dân khi tổ quốc cần, tôi kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân bằng tình cảm trách nhiệm với cộng đồng, hãy tích cực tham gia ủng hộ về vật chất và tinh thần, siết chặt tay nhau, hành động cùng với các cấp chính quyền của tỉnh trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. 4. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, hơn lúc nào hết, người dân Long An càng phát huy truyền thống trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Khi chính quyền, người dân và doanh nghiệp cùng đoàn kết, quyết tâm, chung sức đồng lòng, chúng ta tin tưởng dịch bệnh sẽ được đẩy lùi, cuộc sống người dân sẽ sớm ổn định, hoạt động của các cơ quan doanh nghiệp sẽ trở lại bình thường, kinh tế xã hội của tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát triển như kỳ vọng. Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Trần Văn Cần đã ký. Thưa quý vị, vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An ông Phạm Văn Trạnh chủ trì công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Cần Đức. Bí thư Tỉnh ủy ra quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Đát, Bí thư huyện ủy một khóa đến công tác tại huyện ủy Cần Đức, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Cần Đức nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạnh mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Đát tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị mới. Cùng với năng lực, kinh nghiệm, tư duy đổi mới, nhiệt quyết trong công việc vì mục tiêu chung. Trên cương vị mới, tình trạng đồng chí Nguyễn Văn Đát sẽ phát huy trí tuệ tập thể là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ huyện, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương trong Ban Thường vụ, cùng tập thể thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển. Sáng nay ngày 30 tháng 3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được đã chủ trì buổi trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được trao quyết định cho đồng chí Phạm Văn Nem, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh,
thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ và Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020, điều động đồng chí đến công tác tại Ban tổ chức tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, đồng thời ra quyết định điều động đồng chí Nguyễn Việt Cường, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Cần Đước đến nhận công tác tại Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Gửi lời chúc mừng hai đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được mong muốn hai đồng chí tiếp tục nỗ lực phát huy kinh nghiệm bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới. Thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 3 năm 2020, ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở liên ngành đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Văn Cần đã đến kiểm tra thực tế tại các cơ sở cách ly trên địa bàn các huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường. Toàn tỉnh hiện đã thành lập 13 cơ sở trưng dụng doanh trại quân đội, trung tâm dạy nghề, trường học, lập viên thanh niên. Đến khảo sát cụ thể tại từng cơ sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương giải quyết nơi ăn chốn ở, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, hạ tầng kỹ thuật, điện nước, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, công tác bảo vệ an ninh trật tự nhằm đáp ứng tối đa và hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 tại từng cơ sở, từng địa phương với chủ trương huy động nguồn lực nhân sự và kinh phí tại chỗ phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Khi phát sinh những khó khăn vướng mắc ngoài khả năng của địa phương, phải báo cáo nhanh kịp thời về Ban chỉ huy phòng chống dịch bệnh tỉnh, chủ động ứng cứu giải quyết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để toàn dân an tâm, bình tĩnh, không hoang mang, dao động, luôn tin tưởng, ủng hộ, từ đó thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ và của tỉnh với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, ngăn ngừa rủi ro, hạn chế thấp nhất thiệt hại, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh. Theo nhận định và cảnh báo của ngành y tế, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, đang có chiều hướng cao điểm trong giai đoạn hiện nay. Ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kiểm tra tình hình xuất nhập cảnh, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa tại các cửa khẩu tuyến biên giới, chỉ đạo các lực lượng biên phòng, hải quan, quản lý thị trường, công an, lực lượng vũ trang, dân quân địa phương tăng cường công tác tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xuất nhập cảnh, trốn tránh, gian dối trong khai báo y tế, trốn tránh cách ly theo quy định. Hiện nay, dịch bệnh đã và đang tác động làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội. Vì vậy, mọi người phải chủ động, tự giác tuân thủ và thực hiện đúng, đầy đủ, tuyệt đối các yêu cầu, quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của ngành y tế. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng y tế cơ sở trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An do Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An Quỳnh Minh Phúc chủ trì. Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng y tế cơ sở tuyến huyện xã trong phòng chống dịch COVID-19. Hiện ngành y tế đang triển khai công tác phòng chống dịch ở cấp độ 3 với mục tiêu là phát hiện sớm ca nhiễm và ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Dự hội nghị, đại biểu được cập nhật một số nội dung hướng dẫn chuyên môn phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, các chỉ đạo đáp ứng chống dịch, các hoạt động đáp ứng của ngành y tế, cập nhật một số hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch, hướng dẫn đón tiếp, sàng lọc, phân luồng, cách ly bệnh nhân tại cơ sở khám chữa bệnh, phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh, hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị mạng lưới y tế cơ sở tập trung vào việc phát hiện sớm ca nhiễm, hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng, phối hợp các tổ chức đoàn thể tiếp tục theo dõi sức khỏe, phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại địa phương. Các khu cách ly tập trung không tiếp nhận các hoạt động tiếp tế từ các tổ chức cá nhân. Đối với trường hợp cách ly tại nhà phải nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế. Công tác truyền thông về tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng chống phải được tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Y tế các địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cộng đồng, thành lập đoàn kiểm tra giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn, kể cả công lập và ngoài công lập. Chiều nay, ngày 30 tháng 3 năm 2020, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cùng đại diện một số đơn vị trong khối thông tin tuyên truyền, bưu chính viễn thông, in đến trao kinh phí ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ động vận động các doanh nghiệp trong khối gồm VNPT, Viettel, Mobifone, Công ty Cổ phần In Long An, Bưu điện tỉnh và một doanh nghiệp tư nhân. Tổng số tiền ủng hộ là 200 triệu đồng. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Trương Văn Nọ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ hạn hán xâm nhập mặn, trong đó có hơn 3 tỷ đồng gồm tiền mặt và hiện vật hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa cần tiếp tục được phát huy để chung tay phòng chống dịch, nhất là trong giai đoạn quan trọng này. Các tập thể cá nhân có thể tiếp tục đóng góp trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tầng 3, khối cơ quan 4, số 2 đường Sông Hành, phường 6, thành phố Tân An, số điện thoại 02723826283 và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, thị xã, thành phố trong tỉnh, hoặc đóng góp bằng hình thức chuyển khoản tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, số tài khoản 660120100810. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh thành phố Tân An. Công điện về việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An điện. Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường trên phạm vi toàn cầu. Số người mắc, tử vong tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nước ta đang bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch COVID-19. Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, nâng cao ý thức chủ động của nhân dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, thị xã, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin đại chúng trên địa bàn, gồm đài, trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn, các đội thông tin lưu động, tập trung tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thường xuyên, liên tục, kịp thời, chính xác. Đặc biệt, lưu ý việc thường xuyên phát loa phóng thanh tại các chợ truyền thống, các xóm ấp, khu dân cư để người dân nắm bắt và thực hiện. 2. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương đơn vị liên quan, chỉ đạo các đội thông tin lưu động, tăng cường hoạt động, đảm bảo thường xuyên, liên tục, kịp thời, phổ biến chủ trương của các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để nhân dân nắm rõ, đồng tình ủng hộ và tự giác thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn nội dung về công tác tuyên truyền. 3. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và các đơn vị liên quan có hình thức đưa tin, tuyên truyền công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, đảm bảo kịp thời, đa dạng, phong phú về nội dung. Trong đó, chú ý việc biểu dương những đơn vị cá nhân làm tốt, cần nhân rộng để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người dân, trách nhiệm cộng đồng, cùng nhau quyết tâm đoàn kết thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các quận, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An triển khai thực hiện.